Theo thống kê, đến 12 giờ ngày 8 tháng 10 năm 2024, đã có 66.407 người với 108.012 lượt tham gia cuộc thi tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2024 qua 3 kỳ thi. Cuộc thi tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2024 triển khai từ 8 giờ ngày 18 tháng 9 năm 2024 đến 12 giờ ngày 22 tháng 10 năm 2024. Cuộc thi được chia thành 5 kỳ thi, tổ chức trên nền tảng trực tuyến tại địa chỉ http://cuocthi2024.tietkiemnanglượng.com.vn. Cuộc thi do Vụ Tiết kiệm Năng lượng và Phát triển Bền vững, Bộ Công Thương phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam và nhãn hàng Daikin Việt Nam tổ chức trong khuôn khổ chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030. Cuộc thi đang ngày càng thu hút sự quan tâm của đông đảo các tầng lớp nhân dân, tạo được không khí sôi nổi trong tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên phạm vi cả nước. Thành công bước đầu của cuộc thi có được là nhờ sự chỉ đạo sát sao của Vụ Tiết kiệm Năng lượng và Phát triển Bền vững Bộ Công Thương, sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời, hiệu quả của Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN và sự hưởng ứng của các đơn vị thành viên thuộc EVN.